Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới mọi người một cái cây trát của Nhật ha. Một cây này nó có cái giá thành rất là mắc tiền mọi người. Cái giá mới của nó mắc hơn một cây Fender Nhật nữa mọi người ha. Đây trên tay em là một cây Fujigen nha mọi người. Đây, và mà Fujigen cũng là một cái xưởng chuyên đóng Fender Nhật và các loại đàn xịn sò mọi người, giống như là Ibanez nè ha. Đấy, một cái xưởng đóng đàn và rất là nhiều đàn xịn được đóng ở đó ha. Đây là một cây Fujigen. Đó, mắt in da băng nha mọi người. Mắt in da băng ha. Cây này được sử dụng một bộ khóa locking tuner. Và đây là cái dòng Neo Luxit Neo nha mọi người. Đây, dòng Neo Luxit là một cái dòng cao. Một cái dòng khá gọi là, cũng khá là cao cấp của Fujigen ha. Cây này sản xuất là với cái mức giá là 93.000 yên nha mọi người. 93.000 yên là gần 1.000 đô mọi người, tương đương khoảng 1.000 đô ha. Đó, thì cái giá thành của nó sản xuất ra cũng mắc tiền hơn là một cây Fender Nhật mọi người. Một cây Fender Nhật sản xuất ra thì tầm 85, 75, 95.000 yên ha. Những cây cao cấp thì nó mới đạt cái mức giá là 115.000 yên. Đấy, thì cây này sản xuất ra với mức giá là 93.000 yên, có nghĩa là nó sẽ cao hơn một số cây Fender nha mọi người. Và cây này tiếng nó rất là hay luôn mọi người. Em vừa mới vệ sinh và cũng như là lắp dây mới test xong ha. Đó. Mọi người nhìn cái bụng, cái trục, cái ngựa của nó nè. Cái ngựa là để mất in da băng ha. Bên đây là Fujigen nè. Đó, Fujigen FGN nha mọi người. Đây là mất in da băng nè. Cực kỳ xịn nha. Đây là cây này thì nó được sở hữu một cái body làm từ gỗ Onder nha mọi người. Gỗ Onder ha. Onder là một cái loại gỗ cũng khá là cao cấp, dùng để làm những cây đàn xịn đó mọi người. Rồi, cần đàn là cần Maple ha. Phím, dàn phím đó mọi người. Phím thì được làm theo công nghệ CFS. CFS là một cái công nghệ làm cho cái dàn phím nó cong xuống, là hỗ trợ cho mọi người sử dụng một số cái kỹ thuật trên cần đàn ha. Action của đàn thì rất là thấp rồi mọi người. Đàn Nhật mà. Đàn Nhật làm thì mọi thứ nó rất là chuẩn chỉnh ha. Đằng sau này có khắc laser chữ Fujigen lên à. Nhìn nó so với một cây Fender Nhật thì nhìn cây này nó nhiều chi tiết và cũng như là nhìn nó khá là xịn sò hơn mọi người à. Tiếng nó rất là hay nha mọi người. Tiếng nó long lanh len ken và có cái độ dày hơn là Fender Nhật nha mọi người. Độ dày nha mọi người. Đây là cái độ dày của cái tiếng clean ha. Chứ không phải là độ diện độ giống như là độ dày mà kiểu như là tối, tiếng nó tối giống như là những cái hôm bích cơn nha mọi người. Đây là những cái sinh của coi ha. Và cái sau của sinh của coi thì nó sẽ len ken và nó có dày, nó có mỏng mọi người. Đấy. Thì cây này tiếng rất là len ken và sau cũng rất là dày ha. Thì một lát nữa em sẽ test cái âm thanh của cây này cho mọi người nghe thử nha. Rồi, và đây là một cây đàn đã qua sử dụng nha mọi người. Đã qua sử dụng và tình trạng của nó còn rất là mới, rất là đẹp luôn ha. Một volume hai cái tôn đấy, bích cúp thì ba chiếc sinh của coi dính hãng ha. Ngựa này là con này thì được sử dụng nhúng một chiều lỡ nha mọi người, 1,5 triệu. Đấy, bây giờ nó chỉ có hai con ốc hai bên thôi chứ không phải là 6 con ốc giống như những cái cây bình thường ha. Còn cái yên ngựa này, yên ngựa có khắc chữ Fujigen lên từng cái luôn nha mọi người. Nghĩa là cây này nó rất là quý, rất là hiếm và mọi thứ trên đàn đều còn là nguyên zin hết. Cây này nếu mọi người mua mới nó khá là mắc tiền mọi người, khá là mắc tiền ha. Khoảng 25-26 triệu mọi người. Thì cây này đã qua sử dụng rồi nhưng mà nó còn rất là mới, rất là đẹp, phím đàn cũng không có bị mòn luôn ha. Thì cây này hiện tại em đang bán với mức giá là 15 triệu nha mọi người. 15 triệu cho anh em mua về chơi ở nhà sưu tầm hoặc là làm show gì đó ha. Cây này âm thanh rất là hay, tiếng nó rất là ngon luôn. Những cái dòng mà Stratocaster này thì mọi người cũng biết rồi, chơi thể loại nào cũng được ha. Dòng Trash thì nó rất là phổ biến trên thị trường ha. Đi làm show là mọi người thấy người ta sử dụng Trash chơi rất là nhiều. Nó đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về cái việc gọi là chơi nhạc của mọi người luôn. Thể loại nào mọi người cũng có thể cầm một cái Trash lên đánh được ha. Body rất là đẹp nha mọi người. Màu sơn là màu True Tone Sunburst, nghĩa là hai màu, một màu vàng và một màu đen ha. Cây này thì nó có bao zin luôn mọi người. Đây, bao zin theo đàn ha. Bao rất là dày.
Thì cây Fujigen này em bán với mức giá là 15 triệu nha mọi người. Mọi người yêu thích thì cứ inbox cho em qua Zalo hoặc điện thoại trực tiếp cho em. Em có để số điện thoại trên màn hình cho mọi người dễ theo dõi ha. Thôi, sau đây em mời mọi người nghe thử chất âm của cây Fujigen này nha.